Chào mừng tất cả các bạn đã đến kênh Quốc Thành APK. Rồi hôm nay có một bạn gửi mình một cái account các bạn và cần ra đi cái account này. Bây giờ thì mình sẽ view từ đầu đến cuối cái account này cho các bạn xem nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với server. Hiện tại account này đang chơi ở server 697 các bạn. 697 và hiện tại đang map 39.28. Tổng lực chiến đang là 1 tỷ 212 triệu nha. Rồi, và đây là dàn hero của tướng này. Chúng ta sẽ đến với hệ ánh sáng. Hệ ánh sáng thì có hầu hết tất cả các con tướng còn của hệ ánh sáng nha các bạn, trừ con Than Awakening, trừ con Than thức tỉnh nha, trừ con Than thức tỉnh là chưa có. Có hầu hết tất cả các tướng nha các bạn, và còn rất là nhiều copy, các bạn có thể thoải mái để lên, các bạn thấy copy rất là nhiều. Rồi, chúng ta sẽ đến với hệ tiếp theo, chúng ta sẽ đến với hệ thú nha các bạn, hệ thú đây. Có những con sâu các bạn, chúng ta có The Red, có Karen, có Sói, có Skate, có Numisu, có Antandra. Nói chung là Seed thì lên còn hạn chế, tuy nhiên cái dàn tướng thì khá là ok rồi. Còn dư copy rất là nhiều, các bạn có thể lên tiếp. Rồi chúng ta đến với hệ rừng thì chúng ta có Lika, Iron Saurus, Mika, Raku, rồi Losan. Còn thiếu khá là nhiều các bạn, còn một số con nữa chưa ra, ví dụ như con rùa này, Ulmer, Sierra, Solai, con Kha, rồi con mới như Oku đó các bạn, rồi chưa có. Ở đây thì các bạn có thể thấy sơ qua đó là dàn xích khá là hạn chế ha. Rồi chúng ta đến với hệ sát, hạt này thì hệ sát mạnh hơn. Chúng ta có Reizu, có fera, có sylas, có simira, có desira, có odin, có diamond, có thoran, có Isa, có Nara, có thêm con tướng mới luôn các bạn, Kalen, bữa tiệc đẫm máu rồi. Và còn rất là nhiều copy của một số con khác, ví dụ như chúng ta có con Isa, rồi chúng ta có Treaser, chúng ta có Keltos, chúng ta có Baden, chúng ta có con tướng Quen, rồi chúng ta có copy của Hawking, rồi lại thêm con Thon nữa các bạn, và chúng ta còn dư copy rất là nhiều. Và ngoài ra thì còn dư rất là nhiều tài nguyên để các bạn xâm tướng nha. Bây giờ chúng ta đến với cái phần đặc biệt nhất của account này, đó là phần tướng hệ đặc biệt. Rồi chúng ta có dàn tướng hệ thiên thần như sau. Chúng ta có Giáp này, có Lora, có Anna, có Vua Công và có Phượng Hoàng Tái Sinh. Ngoài ra Phượng Hoàng, sorry các bạn, Phượng Hoàng Bất Tử, Phượng Hoàng Tái Sinh thì đang đỏ cộng và có một copy vàng. Rồi đến với hệ địa ngục thì chúng ta có Lucretia, có Jonrad, có Motat, có Exit thức tỉnh mới một copy. Chúng ta có Leofit, chúng ta có Exit mới tím còng nha các bạn. Ngoài ra thì một vài con khác, ví dụ như chúng ta có con Mezot, rồi Khaza và Mahira thì vừa tạm đủ xài thôi nha. Rồi tiếp tục chúng ta đến với hệ xuyên không thì chúng ta có Ensama, Ezio, Abido, còn Leona De Vinci, chúng ta có Maylin, chúng ta có Athos, chúng ta có Medusa, chúng ta có con Hoàng Tử 34. Ngoài ra thì cái cặp con Yukio với lại Nakukoro thì hai con tướng này không có các bạn cần phải sưu tầm và mượn thêm. Rồi cái điểm yếu của cái ạc này thì nhìn vào các bạn có thể thấy tướng hệ thường thì thiếu khá là nhiều tài nguyên, xích không có nhiều bạn, khá là thiếu xích ha. Rồi về cái nội thất thì chúng ta đang có 287 nội thất độc quyền rồi các bạn, 287 nội thất độc quyền. Bây giờ chúng ta soi tài nguyên nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái đề thề ngắm sao. Hiện tại ở account này có 334.000 kim cương, cùng với đó là 493 vé ngắm sao, 493 vé ngắm sao với 334.000 kim cương nha. Bên này thì các cuộn sâm, 24 cuộn sâm, đây là số lượng hạn chế mình cũng nói tới luôn các bạn. Ok, bên cạnh đó thì bên này chúng ta còn khá là nhiều đá T4, T3 ha, T4 nè, T4, T3 để cho các bạn tiếp tục lên. Còn xít này các bạn có thể thấy ha. Chúng ta có rương xít đỏ nè, tới 1.000 mấy cái. Bên này chúng ta có rương trộn tướng ha. Rồi chúng ta có ấn đỏ 1415, ấn vàng 908 mấy, xích vàng, xích tím rất là nhiều, xích hệ không gian 400 các bạn. Bên này rất là nhiều rương đá T4 luôn ha, bạn không có lên, khá là nhiều rương đá T4 các bạn, rương đá T4, rương đá T2 và còn nhiều rương khác, rương Athalia, rương đá tím. Rồi rương này, mấy cái rương này rương tài nguyên, các bạn có thể chọn tài nguyên theo ý mình. ấn vàng, ấn vàng, hạt nước, hạt xích đỏ, rất là nhiều nha các bạn. Ở đây thì chúng ta còn khá rương, này các bạn có thể mở để nhận được kim cương. Đó, bạn nhận thêm được một số kim cương nữa. Nói chung là cái account này thì khi mà các bạn nhận về cái điểm nổi bật đầu tiên là khá nhiều tướng hệ đặc biệt ha, tướng thiên thần và tướng địa ngục là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở tài nguyên chúng ta còn rất là nhiều, chúng ta còn rất là nhiều vé ngắm sao để cho các bạn có thể mà nghịch cho thoải mái, các bạn có thể sắm được những con tướng mà các bạn thích. Ví dụ các bạn muốn cái con tướng hệ thiên thần nào mới, hệ địa ngục nào mới, các bạn có thể ngay lập tức sở hữu được với cái lượng kim cương và vé ngắm sao như thế này. Rồi cái điều tiếp theo nữa các bạn là cái account này nếu mà bán thì giao dịch rất là thuận lợi, tại vì bạn sẽ giao hết tất cả các cái account liên quan là về Facebook này, về Gmail này các bạn, bạn sẽ giao hết nha, bạn không có giữ, bạn sẽ giao hết các bạn. Rồi vậy thì giao dịch nó sẽ rất thuận lợi, các bạn sẽ nắm hạt luôn, và nếu được thì mình sẽ là người đứng ở trung gian nha, mình sẽ nhận và giữ. Tại vì cái tài khoản Google các bạn muốn đổi số điện thoại thì phải cần đến một tuần các bạn, thật sự phải chờ đúng một tuần thì chúng ta mới có thể đổi được. Do đó thì yêu cầu chúng ta phải, nói chung là sau khi đổi phải chờ tới một tuần nó mới cập nhật số điện thoại mới. Mình có thể là mình sẽ là người trung gian giúp các bạn mua hạt này. Rồi và bây giờ đến cái giá nha các bạn, giá theo bạn chủ hạt yêu cầu, bạn đưa ra cái giá đó là 3,5 triệu ha. Bạn có chia sẻ là bạn thật sự cũng không muốn bán các bạn, nhưng mà do dạo này bạn chơi kiểu như chơi lâu rồi các bạn nên cũng không muốn kiểu như game, nói chung là chán game đấy các bạn và không muốn chơi nữa ha. Rồi nên muốn bán. Rồi bạn nào hứng thú với account này thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới video nha, hoặc liên hệ với mình qua fanpage á. Có thể liên hệ với mình qua fanpage để tiến hành trao đổi cũng như là liên hệ giao dịch ạt nha các bạn. Rồi mình nhắc lại cái ạt này giá mà các bạn nam muốn ra đi là 3,5 triệu nha các bạn. Ok, và mình xin phép được kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Xin chào tạm biệt.